chuyển cái xe đi để đây ấy, tắc giao thông quá. Chờ giải quyết cái xe tai nạn hay không? Không, 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 anh di chuyển luôn đi, lần đấy em nhắc nhở lần thứ hai rồi. Di chuyển luôn đi, chứ em không đồng ý để cái xe này ở đây đâu. Cái xe công vụ để sai vị trí này. 31A8389, anh nào điều khiển xe này anh nhờ? Anh điều khiển xe này à? Anh Dì Long à? Anh Dì Long em ơi. Cái Dì Long được, cái gì Gia Long đấy? Nguyễn Gia Long. Nguyễn Gia Long số hiệu bao nhiêu đấy? Có việc gì em? Không, em xem anh số hiệu bao nhiêu thôi. Em xem xét thôi, nhớ. Em đang thấy phát hiện sai phạm ở đây. Sai phạm mới để đỗ xe ở đây, chỗ này chỗ làm việc à? Lập chốt thì dưới gầm cầu.